Rồi, thầy sửa tiếp cái online test 3 hay mấy đó, phần 2 với phần 3 là mã. Rồi thì phần 2 là mã, phần đọc âm ha. Mình có là exactly, example, exercise với examination. Đáp án sẽ là câu C. Exercise đúng không? Thì cái thằng EX đó, thì nó sẽ là như thế này. X. À. Còn mấy thằng còn lại nó sẽ là examination, example với exactly. Thì nó sẽ là âm y với chữ Z như thế này. Đó. Rồi, ok. Câu số 2. Change champion choose với là toothache ha. Cái chữ ache, headache á, nhức đầu, này là đau răng ha. Là đau đau lưng là backache. Ví dụ vậy, cái chữ CH của mình sẽ là âm k ha, chữ K thôi con. Đó. Còn mấy thằng kia thì hôm qua là mình có sửa chung với nhau á, âm này âm chờ ha. Này, phiên âm quốc tế này là phải ra ngoài lấy ha. Choose ví dụ vậy đi. Đó. TS dài ha, choose. Rồi vậy thôi. Cái câu số 3 thì nó không khó, nó sẽ không có khó bằng cái câu của ngày hôm qua. Câu ngày hôm qua mình làm chung với nhau thì thằng nào cũng là SE đó. Còn này là mình có sẵn là T với D, waited với là needed, ended. Thì đáp án chắc chắn sẽ là của B, erased ha. Hôm qua thì mình có học cái chữ erase này họ này rồi nè. Erase này âm SE nó âm giờ ha. Vậy nên mà lúc mà thêm mình đi thêm chữ D vô á thì bản chất chỗ này nó có sẵn chữ e rồi, có erase xóa đó, bôi xóa. Thì thằng này nó sẽ là âm đờ, erased, được chưa? Còn những chữ còn lại thì nó sẽ là âm id. Rồi vậy thôi, phần âm phần id ha. Câu số 1. Câu số 1 này phần 3 la mã thì nhiều bạn sẽ chọn sai là chọn nhầm hình câu A. Có thể là do tụi con thấy đằng sau là couldn't nên đằng trước là đa số tụi con chọn A, xong tụi con sửa là hình chữ could nhưng không phải. Cái chữ can với chữ could trong câu là can you help me hoặc là could you help me, nó cái chữ could á nó chỉ thể hiện là mình lịch sự hơn trong câu nói thôi, mà là more polite. Được chưa? Đáp án sẽ là câu D. Và bây giờ tại sao là câu D? Nó nói gì? Bạn giúp tôi làm bài tập được không? À, tôi ước là tôi có thể. Nhưng gì tôi không? Nhưng thực chất có nghĩa là ở hiện tại nè, là tôi không có làm được. Mình ước một cái gì không có thật ở hiện tại thì mình sẽ dùng cái câu điều kiện lại hai, không phải câu điều kiện lại hai mà là câu mước lại hai tụi con. Đây thầy nói nhanh thôi. Sự thật là như thế này nè, sự thật là I cannot hoặc là I can't. Đúng không? Help you. Đó. Thì nếu mà mình viết thành câu wish, câu mơ ước coi là I wish I could. Đó. Được chưa? Vậy nên cái thực chất ở đây là nó phải dùng hiện tại chứ nó không được dùng quá khứ. Vậy nên đáp án mình sẽ là câu D. Mình sẽ sửa thành can't ha. Tôi ước tôi có thể nhưng thực chất là tôi không thể, ở hiện tại là tôi không làm được. Đó. I wish I could help you. Đơn giản là vậy ha. Tụi con hiểu ở chỗ đó. Rồi, câu số 2. Câu số 2 là câu liên quan tới vấn đề câu bị động và câu chủ động thôi. Cái bộ phim nó đã thu hút được rất là nhiều người trên toàn thế giới. Thì cái phim nó đi thu hút người khác chứ đâu phải cái phim nó bị thu hút đâu tụi con. Và thậm chí tụi con phải thấy cái chữ attract, thu hút này. Nó làm động từ tác động lên a lot people đằng sau. Vậy làm sao mà nó để ở dạng bị động được? Đáp án là câu B ha. Bỏ pin đi. Đó, đơn giản là thì hiện tại hoàn thành ở thể chủ động, has attracted. Vậy thôi. Rồi, câu số 3 là một câu thú vị. Tại sao nó thú vị? Tại vì đây là đặt tiền đề cho sau này là tụi con sẽ học về cái gọi là parallelism, người ta gọi là cấu trúc song song á. Có nghĩa là V0 thì V0 hết, V in là V in hết, danh từ thì danh từ hết, hoặc tính từ thì tính từ hết. Đây. Mình coi ha. We want to spend our holiday in a villa by the sea and enjoying seafood. Thì bây giờ tụi con sẽ thấy rằng là những bạn nào chọn câu C á thì các con phải đặt ra một câu hỏi là cái chữ enjoying đó khi mà tụi con sửa thành dạng nguyên mẫu thì nó song song với là chữ gì? À thì nó sẽ song song với cái chỗ mà to spend á. Đằng trước là to V0 rồi thì đằng sau mình sẽ dùng V0 ha.
thường sẽ là như vậy. Thầy thấy hình như 10 bạn thì chắc hình như khoảng lác đác đâu một hay là hai bạn nhé, thì các bạn sẽ chọn câu D, tại vì từ nhỏ đến giờ tụi con thấy cái chữ seafood đúng không? Seafood là nó đứng dính vô chứ nó không phải đứng cách ra như vậy. Thật ra không phải như vậy. Hôm bữa thầy có coi một cái trang liên quan tới IELTS của thầy Simon á. Thầy ghi là seafood or seafood. Rồi, mình coi thử chung với nhau nha. Này đúng rồi, IELTS nè. Chờ một tí để nó load hay mới đó. Đây, people often ask about compound words. Đó là danh từ ghép, từ ghép mà. For example, if the answer in the book is seafood or clubhouse. Nếu như mà đáp án ở trong sách là seafood với là clubhouse dính liền như vậy, vậy thì cái chữ seafood với chữ clubhouse có được chấp nhận hay không? Ông mới trả lời the answer is normally yes. As long as the question instruction doesn't say that the answers must be one word only. Đó là mình sẽ chấp nhận được cái chữ seafood hoặc là chữ clubhouse. Được chưa? Miễn là cái hướng dẫn lúc mà mình làm cái bài đó đó nó không có đề cập rằng là cái đáp án phải là một chữ duy nhất. Nếu là một chữ á thì cái chữ seafood phải dính liền, còn nếu nó không phải là nó yêu cầu phải là một chữ thì chữ seafood nó cách ra, chữ clubhouse chỉ cách cách ra cũng không không sai. Được chưa? Nếu bạn nào quan tâm thêm thì thầy thấy nó có một cái đường link khá là hay ở đây. Có nghĩa là những cái từ ghép á trong tiếng Anh. Thầy thấy cũng hay đấy tụi con. Bạn nào mà thích liên quan tới mấy bạn nam nè, battle cruiser đúng không, tàu chiến á đó. Tụi con còn nhớ hôm bữa là mình đi học gì đó, học bên cái pet á, mình có cái vụ mà nhà chim á, bird house á. Bạn nào còn nhớ không, bird house trong này có không ta? Học này có birthday, birthplace, bird rage, bird right, ok, blackbird đó ha đó. Mấy đứa có thể nghiên cứu thêm. Dĩ nhiên rồi, bạn nào coi video tới đây thì mới biết ha. À, vậy nên nói chung đáp án không phải là câu D, đáp án là câu C, nó song song với chữ spend. Có nghĩa là nó muốn dành thời gian ha ở cái villa gần biển và tận hưởng, được chưa, ăn đồ hải sản. Đó. Cái thằng enjoy này nó song song với thằng to spend đó. Trước tu với không rồi thì đằng sau có thể dùng với không. Ok, đó là phần sửa lỗi ha. Rồi, thầy sửa cái video này phần 2, phần 3 là mã thôi.